Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có hơn 90.000 thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã quy hoạch 162 điểm thi, trong đó có 87 điểm thi có thí sinh tự do với tổng số 3.800 phòng thi. Trong kỳ thi năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có 13.076 thí sinh được miễn bài thi môn ngoại ngữ, 87 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Thành phố Hồ Chí Minh xác định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên đề cao tinh thần trách nhiệm của tất cả các khâu, bộ phận tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi. Thành phố coi việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là đợt tập dượt để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngành giáo dục tập trung tuyên truyền quy chế cho thí sinh, cha mẹ học sinh và những người tham gia công tác coi thi để hạn chế thấp nhất các trường hợp vi phạm quy chế. Trước khi diễn ra kỳ thi một tuần, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị ở tất cả các khâu tổ chức kỳ thi, đảm bảo công tác phối hợp an toàn thông suốt. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành việc tập huấn công tác tổ chức thi, coi thi và thanh tra thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Về phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bố trí một phà riêng chở đề thi. Kết thúc ngày thi, phà riêng chở bài thi về trung tâm thành phố rạng sáng các ngày 27 và 28 tháng 6 và ưu tiên sẽ chở đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông được bàn giao từ điểm in sao đến điểm thi ở Cần Giờ dưới sự bảo vệ của công an và cơ quan chức năng. Cuối ngày thi, bài thi được tập hợp chở về trung tâm thành phố dưới sự hộ tống của công an và được đưa đến điểm chấm thi.